đầu xuân xem có cây nào mới. Nay mưa xuân lộc quá nhỉ. Đấy. Có tặng bia cái. Vâng, rồi. Vâng. Cũng nhạn này. Rồi. Vào lâu lâu không vào thấy lạ quá. Cái đường này to quá nhỉ. Sao đúng ra mặt đường luôn. Sau này chùm cây cảnh đây hợp lý quá lại biết rồi. Đường to. Đấy. Đây không bảo Tuyền vào nó ra chỗ xe máy kia. Đấy. À, đây bên này là bên chỗ này là cũng có đường đúng không? Đấy, xung quanh là đường. Vâng, em qua hai mặt đường. Đường. Này là nó rộng. Hai mặt đường. Anh nhà bố nhận đây. Đấy, tổng thể cái vườn nho nhỏ đây. Vâng, được rồi. Đây từ cổng đi vào này nhá. Bên phải này. Bên trái này. Đấy. Rồi. À nó cũng có cây to phết chứ. Cây kia mới hay cũ đây không? Cũ hết thì cũ à? Rồi, tí nữa vào xe. Mic nét là xích hết rồi đây. Xanh. Đấy cổ đây. Cái này tỉa cho gọn thôi. À, là đó. 20 mới tính ra chợ. Đúng không? Như là nguyên này nhá. Cứ mùng 10 có ra nhá. Mùng 10. Không. 10. Khai xuân tí. Đấy. Cái xanh. Em vừa tiếp ứng kiệm nhiều cũng được. Xong siêu này. Này. Em muốn dùng hết cả lưỡi đi từ nóng. Xanh. Quay hết lại. Đấy. Từ đây vào đi. À, cũng có con si này mới nhỉ. Si. Si này là mấy đồng đây mà. Đó. Vào giá đầu xuân thì anh em biết. Thế à? CC Đài Loan nhỉ? Đấy. Đấy ông lên nhà em rồi đấy. Anh mà chỗ tiền thuê này à? Có lên chơi rồi. Đấy. Cái này cũng được đấy. Cái nhà 8 tầng là 2 nhà nó cho thuê đấy. Hơi bị xung xuê đấy. À, em tưởng là bọn nó lăn rồi đấy, không sao. À, nó nghỉ. Nó dạy tí nước ngoài. Anh Pháp, Đức, Đài Loan, Nhật. Hay đấy nhỉ. Ở đây coi hôm mang ra chợ đây. Thế đấy thì ai mà xem biết rồi. Đấy, cái lộc vừng này cũng được ấy nhỉ. Lộc vừng mấy đồng đấy à? À nhưng mà đang là bốn nhỉ? Lộc vừng này là mấy đồng nhỉ? 2 đồng. Ừ. Còn qua cái mũi này là sưng, cái mũi này cay quá. Mụn á? Sưng mũi này. Nhưng mà có mụn, có mụn đấy gì? Chả biết. Thế chắc chắn là có mụn đấy, đang lên. Này. Đang đỏ đỏ. Đang lên. Đỏ lắm. Phải 2-3 hôm nữa lên. Thế mà cay. Mà tối lại bôi dầu gió. Đúng rồi, bôi dầu gió cho nó nhanh nhanh. Nó nóng. Nó tịt. Không. Nó sẽ chưa là cương lên là nó bóp được nó. Mọi lần nha, mọi lần nó bằng cái đầu tăm ấy. Tôi bôi nó tịt ngay. Thế mà cái này bôi nó không tịt gì. Nó rất đỏ đấy. Đây có cái gì dưới này này? Ốc à? Chả biết, chả còn. À, đỗ tương. Đỗ tương ngâm. Rối. Cái hôm đấy cổng làm 4 đồng rưỡi. Đây, cái này hôm bảo Tuấn 15 triệu rồi cái này. Ừ. Đấy, ông nhớ à, thôi hơi xa nhỉ. Tưởng nhấc ra đây quay lên là mới rõ. Cái này là hôm Tuấn vào và bảo Tuấn 15 triệu này, 15 triệu. Rồi bí cho tôi vào đưa để cho 4 triệu rưỡi. À thế à? Đấy. Bí thế kìa. Không ấy có vẻ bí nhỉ. Con được một hà thế thì. Đấy. Ông nghĩ giờ chắc chả có cái nào nhỉ, bán hết. Cây hôm một cái chậu này, cái nó là thay. À, chậu đá gì? 800.000. Ừ. Tại đây là thay cây vào. Có nào không? Phải bé không? Hơi bé đấy. Bé mất rồi. Bé. À, xem nào. Bé. Cây đấy thì không nên cho chậu này. Cho chậu tròn thì đẹp hơn, nhưng mà nông thôi. À thế à? Kiểu an kiểu dạng này này. Ừ. Nông kiểu dáng kiểu này này. Nhưng phải mua cái tầm hơn triệu. Lùn thôi. Hơn triệu. Vâng. Cái này hơn nhỏ. Làm cái chậu tàu. Ừ.
cứ mua của thằng Đồng Nai này đây rồi. Đấy. Thế này thì nó hơi xa khó quay quá. Nó hơi xa khó quay. Ăn hay không là quan trọng. Nó hơi xa. Đấy đại loại là cây tự nhiên. Cái đa cái cũng được nhưng mà hơi sẹo quá. Đa lâu hay làm hơi lâu. Vừa quá. Đây à. Cái cây này thì bao nhiêu? Quê nhỉ? 6 triệu. Chuột cắn mẹ này, mày chặt chuột. Tức không? Chuột rồi cắn hết rồi. Là kia thì sợ mic nó lại đập rồi. Không, mic này thì không cắn. Mà không vào được trong giữa để mà quay. Mic này là mic Phú Quốc. À đây. Không, con đen đen như kia. Con cây con đen là cắn ngay. Đấy. Bên này á. Ở đây có cái chậu cổ này hay nhỉ. Con này vào dây khủng khiếp luôn. À, tháo được rồi. Cây tháo rồi mà. Nhưng mà tháng 2, tháng 3 mới tháo. Để chuyển chậu. Đấy. Thế còn nó hôm nay là... Hôm nay không là Tuấn giả 4 triệu rưỡi này không bán. Điền nhỉ. Điền. Bây giờ thay chậu. Không phải. Ở đây, đây cũng điền. Điền. Cái này phải thay chậu, lai mai phải thay chậu hết. Đúng rồi. À, bây giờ đang phôi mà thì cứ chậu càng to càng tốt. Cái mai thấy chậu. Bằng lăng. Bằng lăng. Đây. Cái chỗ to để cho nó sâu cành. Xì. Đấy ạ. Là riêng. Cốt đa kia cũng được nhưng mà phải thời gian lâu lắm. Cốt đa kia. Cốt đa kia. To, cái này thì phải to. To thì mới cắt. Mới cắt lần một mà. To. À cái cây kia trong này là hơi bé. Bé. Với lại nó không hợp lắm. Không hợp. Anh mua cái an mà dáng an kia. Cái bé. Rồi. Mua cái an qua Quảng Linh cho an tầm 1 triệu. À cái này hơi bé. Đấy. Bên này thì chịu không quay được rồi vì nó tùm mà nó nhỏ. Đây này, mày chỉ quay ống nhạc nó luôn mà đây đặt ra ngoài nhá. Đấy. Đấy. Nó không lấy vào. Anh đưa không phải lên đâu, anh đưa qua đầu cái là em đưa ra cho anh xuống. Rồi. Nhẹ đây mà. Đấy, nhẹ đây mà. Thế. Cơ bản là cái này phải rút ra mới nhìn thấy được. Đấy. Bệ biết thì cũng được. Cái này chưa có đây. Này Tuấn vào đòi mới 15 triệu. Tuấn vào đòi 15 triệu. Rồi. Thì mình sẽ ăn tròn đấy. Đúng rồi, cái này tròn đẹp hơn, phải nông mà. Cây tán nó có rồi thì không phải thả nữa. Thôi. Đây là riêng nhá. Đây, nó mỏng như cái này thôi. Đúng rồi, cái này không có chân. Đấy, phải làm cái tàu ấy, hay là cái gì đấy. Tớ nghĩ vào chậu đá thì được. Cũng được, nhưng mà cái chậu nó hơi cao. Cũng được, tùy sở thích. Đúng rồi. Này, ông này cho lên cái chậu này rồi. Hôm mang đi là chưa có chậu nhỉ. Mưa quá nên là quay lướt tí, mình đang rất là mưa này. Mưa đấy. Cái đa này là mấy đồng chứ? Đa khó làm lâu. Khó, lâu. Má chả được, tay dầm. Khó lắm. Nó lâu. Đa thì lâu rồi. Ở đây là an ninh tốt đấy chứ, không cây con mà vào tầm mắt nó mà bê phốc mất. Xe đấy, anh ở đây chính là đây. Cốt xanh kia nó già tí kìa. Không có lối vào. Đây mưa ướt cả camera. Mưa ướt hết cả đầu à. Không vào.
Đấy, ông mực, mực này. Chỉ chăm chăm là cắn đấy. Nhưng mà không quay kỹ được thì quay lướt thôi. Thề gần nghiên cứu, nhớ cái nào là nghiên cứu. Vừa á, vứt hết, vứt lắm. Kìa ông điền này. Ông điền cao quá. Bây giờ mà bấm đi là mất cái ngọn này là nó lại hết cái phúc con hoa này anh. Cái này rồi tháng sau bắt đầu mình tốt lá, bắt đầu mình dưới thép vào, bóng nó ra đẹp không? Tốt lá là mặn. Mai, cái giống mai chú thủy ở miền Bắc mùa đông này nó cứ bị lụ. Cũng được mà nhìn xa thôi, nhìn gần thì ấy quá. Giá cả thì không quan trọng rồi, nhưng mà cốt này nó chưa bệnh, chưa bệnh thân, chỉ có lùa và được đúng cái đấy, bên này thì hỏng mấy cái tay này, tiếc quá. Tay cái kia mà già tí thì từ ổn, có tay thì ổn, chưa có tay đấy, sớm quá. Chưa có tay. Mưa bão thời ướt có thể rút được không? Rút thôi, mưa quá. Mình rất thích cái dáng của cây đa này, nhưng mà chinh phục nó thì nếu mà cái tay ở chỗ cái sẹo này người ta để lại thì tôi chốt luôn. Không, ta không để đấy, không để đấy, nó dây quá. Lâu lắm. Đấy. Thôi, rút thôi. Mưa quá, ra đây ngồi thôi. Mưa quá. Có chuyện ai đấy? Chuyện mình thôi.